Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Tình Hàng Bãi của em. Hôm nay em giới thiệu về một số cái CB này hay chống giật anh em nhé. Hàng mới về rất là nhiều luôn, hàng mới về cực kỳ nhiều luôn, cả ở trong này nữa, cả trong này nó rất là nhiều nhá anh em nhé. Thế anh em nào có cần cái CB chống giật hàng nội địa Nhật Bản này thì alo em. Hàng em có đầy đủ tất cả các mã từ 10V, 10A cho tới 200A của ba pha. Đó, ba pha thì đây, mấy cái cục này thì mã thì nó từ ba pha thì bây giờ có từ 30, 40, 50, 60, 70. À đâu, 60, 75. 60, 75, 100, 125 và 150, 175, 200A có đủ hết anh em nhá. Có cái gì em tịch cũng có. Và đây cái hàng CB này nó mới về này. Đó, hàng CB này là từ mã là từ 30A cho tới 60A, hàng mới về này. Còn tất cả các mã kia em đều có hết nhá anh chị em nhá. Rồi, như đây, hàng đẹp nhất nách luôn. Rồi, em sẽ lấy thử 30A cho anh chị em xem này. Hàng đã bao bọc cẩn thận hết rồi. Tay em hơi dơ xíu nhá. Đó, hàng đã bao bọc cẩn thận hết rồi. Như cái này thì em bán với giá là 180.000 cái 30A này nhá. 180.000. 40A này. 40A này giá là 200.000 anh chị em nhá. 200.000 một cái, bảo hành 1 năm hết. Tất cả hàng của em đều bảo hành 1 năm và 50A. 50A. 50A đây. Nó sẽ có rất là nhiều dạng nhá. Vuông to thì tùy thuộc, thì giá này em báo giá chung rồi nhá. 50A này em bán với giá là 250.000 ạ. 60A. 60A giá 280.000. Thì chỗ này chỉ có 30A tới 60A là to nhất rồi. Còn 75A, 100A có hết nhá. Em đầy đủ hết. Nhưng mà đang ở ngoài kia chưa vào ốc. Đó. Hàng khi mà hàng nó về á là ốc riêng và CB riêng. Ốc phải mua riêng, CB phải mua riêng, nên anh chị em nào, rất nhiều anh chị em thắc mắc là tại sao mà nó có ốc nó học hạch á. Nên là lý do là như vậy. À, đây là cái CB nhỏ này. Cóc này, cóc 20A em đang bán giá 100.000 một cái. Rất nhiều luôn, cóc thì nhiều lắm. Vừa mới về đâu khoảng hơn 100 chiếc thôi. Cũng không có nhiều. Nói rất nhiều thì nó cũng sai. Về khoảng hơn 100 chiếc cóc chống giật đấy nhá. 20A em đang bán với giá là 100.000. Đó. Còn 30A kia vẫn còn này. 30A vuông cũng vẫn còn, 30A vuông này giá 160 thôi. Còn cái 30A này này. Đó, 30A này thì em đang bán với giá là 200.000 một cái nhá. Hàng gài, cóc đại gài nhá anh chị em nhá. Chống chập này. Chống chập này thì 200.000 một cái này, loại này. 200.000 một cái. Chống chập. Đó, hàng về thì nó rất là nhiều hàng luôn. Nhà em lúc nào hàng nó cũng về liên tục, nên là anh chị em không phải lo về hết hàng nhá. Còn nồi cơm thì hẹn anh chị em vào sang tuần. Nồi cơm thì nó rơi vào khoảng, đợt này em về nó khoảng còn tầm cỡ hơn 100 con thôi, chứ không có nhiều đâu. Còn mấy cái này thì của khách rồi, không nói. Đó, cho anh chị em xem chiêm ngưỡng cái con nồi này. Nồi này là đời Toshiba, đời 2019. Và em đã bán cho anh khách quen rồi. Đó, nồi này em bán cho anh ấy giá 2.3 triệu nhé. Đời 2019 luôn, chưa sử dụng bao giờ. Những cái nồi như thế này, giá 2.3 triệu bằng 1/3 số tiền mua mới nhé. Đời 2019 luôn. Đó, không nói về đồng hồ nữa. Thì đây, tất cả những cái gì nhà em Tình có đây, nó cũng rất là nhiều luôn. CB chống giật thì không phải nói rồi, nhiều lắm. Đó, anh chị em thấy đây. Rồi, anh chị em nào có nhu cầu thì cứ xin liên hệ số điện thoại của em nhé, 0978049426. Đó, có nhu cầu là liên hệ ngay cho em Tình, để em Tình ship hàng toàn quốc cho anh chị em nhé. Những cái này thì ship COD nhé. Nồi cơm thì không ship COD, còn những cái này ship COD hết. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị đã xem video của em. Hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau nhé. Nhớ cho em Tình một like này và một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Rồi, chào anh chị em ạ.